cung đường để to bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều năm nay. Xin hỏi anh ở đâu ngăn bước tôi chống giặc tộc ngoại xâm? Xin hỏi anh ở đâu sao mặt tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu sao cả Hey.